cô Bi Khanh ra đây á, thì mình cũng để giới thiệu luôn cộng đồng mình cảm ơn anh Thông, anh mà lo One Man Band ngày hôm nay của chúng ta là chồng của cô Bi Khanh đây. Hai anh chị lúc nào cũng giúp cho cộng đồng. Xin một tràng pháo tay thật to cho anh Thông, cô Bi Khanh. Anh Huy là người lo về âm thanh của cộng đoàn trong tất cả các tiệm, từ tiệm cha, tiệm bến đi, tiệm cộng đoàn, kể cả đám tang anh cũng lo luôn. Thì ra xin một tràng pháo tay cho anh Huy. Xin chào tất cả quý vị, đồng hành với chúc quý vị một năm thật là nhiều hồng ân hộ chú, tràn đầy hạnh phúc và trong gia đình luôn luôn đầm ấm để niềm vui niềm cười. Và nhất là năm nay là năm của năm của chó. Dạ dạ năm bây giờ mình cử đi được cái con chó tôi gọi là năm cha bảo. Dạ năm tuổi của cha bảo. Năm tốt là một năm con chó tượng trưng cho sự trung thành yêu thương. Xin chúc quý vị một năm đầy tình yêu và sự trung thành trong Chúa, trong tình yêu của chúng ta cho nhau.